Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì nhân tiện thì đang có thời gian rảnh rỗi nghỉ ở nhà thì mình sẽ chạy vòng quanh nhà và review xem cái cầu Hoàng Văn Thụ ở Hải Phòng sẽ như thế nào nhá, trông nó có đẹp không. Bây giờ thì mình sẽ cùng đi lên cầu và khám phá cái cầu đẹp nhất Hải Phòng này. Mình thì đi qua cây cầu ấy rất là nhiều lần rồi nhưng mà lần nào đi qua cũng thấy nó rất là đẹp. Trước đây thì vào trong thành phố Hải Phòng chỉ có một cái cây cầu duy nhất là cầu Bính để vào trong nội đô nếu bạn đi từ phía đồng Việt Thủy Nguyên. Còn bây giờ thì để giảm tải cho thành phố thì cây cầu Hoàng Văn Thụ này được xây dựng và nó đã giảm tải ách tắc giao thông đi qua cầu Bính. Cầu Bính thì xây dựng lâu rồi nhưng mà bây giờ nó xuống cấp quá rồi thì cây cầu này sẽ giảm tải được rất là nhiều. Bây giờ mình đang lên đỉnh cầu đây, cùng dừng một chút lại giữa đỉnh cầu để xem nó có đẹp không. Đây là một góc của cầu Bính ở phía đầu Hoàng Văn Thụ. Ok, bây giờ mình sẽ vòng lại và đi lên phía trên cầu từ phía đằng Hoàng Văn Thụ lên để xem là cây cầu này độ cua và độ vòng cái vòng xoáy nó có xoáy nhiều không nhá. Các bạn cùng theo dõi nhá. Đường lên cầu là đường phía bên trái, bên này có nhiều cảng lắm, toàn cần cầu với cầu cổ thôi. Các bạn có thể nhìn thấy con sông Cấm đang rất là nhiều tàu chạy qua đây. Bên này là cảng Hải Phòng. Vào khoảng những năm 1980 thì khu này rất là nhộn nhịp, rất là nhiều tàu bè qua lại. Còn bây giờ thì giao thông vận tải phát triển rồi thì tàu vào cảng ít hơn. Đằng xa là toàn hươu cao cổ đó, cổ hươu cao cổ. Bên này thì mọi người đang lên hóng gió trên cầu đây. Xe máy của tôi. Khu đô thị Bắc Sông Cấm. Đây là cầu Hoàng Văn Thụ Hải Phòng năm 2020 được thực hiện bởi tôi là Đông. Đông Đông TV nhá. Xin chào các bạn, vừa rồi mình đã review xong cái cây cầu Hoàng Văn Thụ ở Hải Phòng. Cầu Hoàng Văn Thụ mình chim rất là đẹp. Có dịp thì các bạn
các bạn đến thăm Hoàng Văn Thụ nha, cầu Hoàng Văn Thụ Hải Phòng nha.